cũng xin được cảm ơn những mối quan tâm từ phía khán giả. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự về quá trình phẫu thuật cũng như là thăm khám để từ đó xem được là cái cuộc phẫu thuật mắt của anh Hồng Phúc diễn ra như thế nào nhé. Như vậy là hôm nay là ngày thứ hai Hồng Phúc quay trở lại với bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi người thấy Hồng Phúc đang mặc trang phục để chuẩn bị bước vào phòng mổ với phương pháp SMILE bởi các bác sĩ tại đây. Bây giờ thì Hồng Phúc sẽ đến với cái công đoạn đầu tiên khi trước khi bước vào phòng mổ, đó là sát trùng. Theo dõi Hồng Phúc ngày hôm nay quý vị nhé. Đầu tiên bác sĩ Mai sẽ đánh dấu trục để giúp điều chỉnh loạn thị trong phẫu thuật. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các công việc chuẩn bị phẫu thuật bằng phương pháp SMILE điều trị cận thị và lão thị của MC Hồng Phúc đã được các bác sĩ, nhân viên y tế của khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị xong. Hiện nay Hồng Phúc đã được bác sĩ đưa vào phòng mổ và trước khi tiến hành ca phẫu thuật cho Hồng Phúc, chúng ta cùng làm quen với ekip phẫu thuật ngày hôm nay. Xin chào Diệu Hương. Ekip phẫu thuật ngày hôm nay sẽ có, đây là điều dưỡng Hoài Anh là sẽ phụ mổ chính. Bạn Biển là sẽ phụ trách về những cái thông số trên máy khúc xạ. Bạn điều dưỡng Uyên là sẽ phụ trách vào cái vòng ngoài để đưa bệnh nhân lên và chỉnh cái tư thế bệnh nhân. Và tôi là bác sĩ Phan Hồng Mai, là người phẫu thuật chính trong cái ekip ngày hôm nay. Bác sĩ có thể giới thiệu về trang thiết bị đã được sử dụng để phẫu thuật điều trị tật khúc xạ cho ông Phúc. Ngày hôm nay thì Phúc sẽ được phẫu thuật bằng phương pháp SMILE. Do đó nên là trang thiết bị, cái máy chính của chúng ta, đây chúng ta thấy là cái máy VisuMax. Thì với cái máy này là chúng ta có thể mổ được cái phẫu thuật SMILE, đồng thời là chúng tôi điều chỉnh cái lão thị cho Phúc luôn trên cái máy này. Và chỉ cần điều chỉnh những cái thông số kỹ thuật ở trong máy là chúng ta có thể điều chỉnh được cả lão thị. Đồng thời bên đó là những cái trang thiết bị, những cái dụng cụ nhỏ vi phẫu thuật để chúng ta có thể đi bằng một cái đường rất là bé, rất là nhỏ để có thể lấy được cái mô điều chỉnh của Phúc. Vậy bây giờ ca phẫu thuật đã được tiến hành chưa? Giờ là khâu chuẩn bị bệnh nhân đã xong. Vâng, cảm ơn bác sĩ và toàn bộ ekip. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta cùng chứng kiến bác sĩ Hồng Mai và ekip sẽ thực hiện phương pháp phẫu thuật SMILE để điều trị cận thị và lão thị cho MC Hồng Phúc. Đầu tiên bác sĩ sẽ kiểm tra côn và đưa côn vào máy laser. Đây là cái dụng cụ để giúp truyền cái laser đến mắt bệnh nhân trong thời gian điều trị. Bước đầu tiên là bác sĩ Mai sẽ tiến hành dán lông mi, là để tách cái lông mi ra khỏi cái vùng giác mạc để đảm bảo cái vô trùng trong cái phẫu thuật. Và bệnh nhân đã được đặt một cái dụng cụ để hỗ trợ là bộc lộ cái giác mạc, là giúp cho bệnh nhân mở mắt tốt trong cái thời gian phẫu thuật. Và bây giờ bác sĩ Mai đang điều chỉnh mắt bệnh nhân đến máy laser. Giai đoạn này bệnh nhân phải nhìn thật là yên để bác sĩ có thể chỉnh đúng trục và đúng tầm mắt. Bệnh nhân đang được tiến hành điều trị trên mắt phải trước và laser chuẩn bị chiếu. Và đây là laser bắt đầu chiếu. Và trong thời gian chiếu này là bệnh nhân sẽ không nhìn thấy gì. Cho nên cái điều quan trọng là bệnh nhân cần phải giữ yên mắt kể cả khi là mình không thấy. Và với cái phẫu thuật này, laser đã cắt một đường mổ rất là nhỏ, chỉ có 2mm. Thì mục đích để cho bác sĩ có thể tiến hành tách và lấy cái mảnh mô giác mạc đã điều trị ra. Thì cái đường mổ 2mm này rất là nhỏ, cho nên nó rất là mau lành và giúp cho bệnh nhân mau trở về sinh hoạt bình thường hơn. Và đây chính là cái ưu thế lớn nhất của phẫu thuật SMILE, tức là đường mổ chỉ là 2mm. Khi so với phẫu thuật laser, đường mổ là một cái vạc. Cho nên là thứ nhất, đây là một phẫu thuật không vạc, cho nên là an toàn cho bệnh nhân. Sau này lỡ bệnh nhân có bị chấn thương hoặc lỡ dụi tay vào mắt vân vân thì nó cũng sẽ không có bị cái biến chứng là lệch vạc hay trật vạc như với phẫu thuật laser. Bác sĩ Mai đã tách xong và đang tiến hành lấy mảnh mô điều trị ra. Phẫu thuật chúng ta là gần như là sắp hoàn tất. Và như vậy chúng ta thấy phẫu thuật đã hoàn thành. Vì bệnh nhân này được phẫu thuật theo phương pháp Monovision để điều trị lão thị thì bác sĩ Mai đã điều chỉnh tất cả các thông số trên máy laser để điều chỉnh cả tật cận thị và lão thị cho bệnh nhân. Và bây giờ bác sĩ Mai đang tiến hành phẫu thuật mắt trái, là mắt thứ hai, và cũng giống như mắt đầu tiên. Bác sĩ Mai đang kiểm tra lại vết mổ trước khi cho bệnh nhân rời khỏi phòng phẫu thuật.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy chỉ trong thời gian 10 phút, bác sĩ Hồng Mai và ekip phẫu thuật đã thực hiện xong việc phẫu thuật điều trị cận thị và lão thị cho MC Hồng Phúc. Và bây giờ chúng ta cùng gặp lại bác sĩ Hồng Mai. Xin chào bác sĩ. Trong quá trình phẫu thuật ngày hôm nay thì bác sĩ có gặp phải những cái vấn đề gì không? Ca của Hồng Phúc á, thì tương đối khá là đặc biệt. Là vì cái độ nhất là mở mắt trái của Hồng Phúc thì là cái độ rất là nhẹ, độ rất là thấp. Thế như vậy cái mảnh mô mà điều chỉnh mình mà lúc trong phẫu thuật mà tôi gấp ra đó, nó rất là mỏng, nó chỉ có 44 micromet thôi. Thì cái đó mình cũng đã lường trước, mình đã tính toán trước. Do đó nên là trong cái phẫu thuật thì mình không có gặp cái gì khó khăn. Và cái cuộc phẫu thuật đã thành công rất là tốt đẹp. Và cái sự hợp tác của bệnh nhân rất là quan trọng, và Hồng Phúc ngày hôm nay đóng vai trò rất là lớn trong cái sự thành công của cái cuộc phẫu thuật này. Xin chào Hồng Phúc. Trong quá trình phẫu thuật bạn thấy cảm giác như thế nào? Có đau không? Trước tiên thì em cảm ơn bác sĩ Mai và các bác sĩ ekip hôm nay phẫu thuật cho em. Nghĩa là em hơi bị run trước khi bước vào phòng mổ, nhưng mà sau khi lúc mà bắt đầu làm á, thì em rất là yên tâm khi mà chị Mai cứ nói là Phúc làm tốt lắm, có nghĩa là mình bị tự tin hơn. Sau khi phẫu thuật thì Phúc đương nhiên là phải dùng thuốc. Đối với lại mắt thì sử dụng thuốc rất là đơn giản, chỉ có là mình phải tuân thủ cái thời gian, phải nhỏ thuốc. Rồi sau đó thì cái công việc của Phúc, biết là Phúc rất là bận rộn, thì ngay ngày mai là Phúc có thể quay trở lại cái công việc đi làm được ngay, nhưng mà chưa được make up. Muốn mà để trang điểm thì Phúc phải cần cho chị khoảng một tuần, rồi sau đó thì mới make up được. Rồi cái thứ hai nữa là cái sinh hoạt của Phúc thì chị nhớ là Phúc có thích đi bơi, thì cũng như vậy ha, cố gắng tránh cho chị là ít nhất là 10 ngày không bơi. Sau 10 ngày thì lúc đó Phúc có thể quay trở lại hồ bơi để mà tận hưởng cái cuộc sống như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và chúc Hồng Phúc sẽ thực hiện tốt các lưu ý sau phẫu thuật SMILE để có thị lực tốt nhất. Và bây giờ chúng ta cùng gặp lại các bác sĩ tại trường quay F16.